Các bạn có biết trừ 2 mũ trừ 2 bằng bao nhiêu không? Ta biết rằng A mũ trừ N bằng 1 phần A mũ N. Nên suy ra A mũ trừ 2 bằng 1 phần A mũ 2. Áp dụng công thức trên với A bằng trừ 2, ta được trừ 2 mũ trừ 2 bằng 1 phần trừ 2 mũ 2. Cô có 2 phương án, kết quả bằng 1 phần 4 phương án A và phương án B là kết quả bằng trừ 1 phần 4. Các bạn hãy tìm và comment cho cô biết đáp án đúng nhé. Đừng quên subscribe và mở chuông để nhận được những video clip tiếp theo.